đi đâu mà gặp được có điện là vui lắm. À. Bây giờ vua chúa trước kia đây là có thầy địa, thầy địa. Giới thiệu ông anh ở đây là giống như là trùm giang hồ ở đây. Trùm sò ở đây. Cùng đi nè. Anh thổ địa một. Lấy mẫu giấy mua ở đây thì bố bị môn trường cho bà con rồi bấm nước thì giữ xe rồi đây, anh đó em có nhu cầu mua thùng bia nước làm gì em mời lấy mẫu cũng đây, phục vụ hết mình đồ, rồi, nhậu à, vậy đó bấm là lẹt vẹt vậy anh em có nhu cầu làm gì mật giết tôm rồi nhờ anh thùng đi bia còn anh em có muốn nhu cầu thì thuyết tôi minh cho chúng ta một cái vị là trí gắn dắt cái chương trình như gì đây tôi làm ở đây tôi một cái điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng ở Quảng Ngãi đó là Thạch Kỳ Điếu Tảo. Một cái tên đọc nó hơi bị khó tí các bạn. Thạch Kỳ Điếu Tảo. Ồ. Ồ, chỗ này có những cái đá nó xếp chồng 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 lên với nhau. Đang xì luôn. Nó giống như cái gành đá đĩa ở Phú Yên à. Giống như gành đá đĩa ở Phú Yên. Đây là nó rượu không có lồ đây bằng chân không lồ đây Đó, bằng chân khổng lồ đó là bằng chân khổng lồ. Đây. Truyền thuyết. Truyền thuyết đây thì thiết là bằng chân con lừa đây bằng chân cái à, đây là bằng chân cái nè. à, đừng chân mình vô điểm à, Đây đây là đây là bằng mình chân vào cái trong nè này là mình mũi gần hải kia còn à, bằng bằng đây là bằng chân trái có nghĩa là cái truyền thuyết à, là ông hồi xưa có ông thần gì khổng lồ một ông người cái ông tôi khổng biết kia lồ. ông gánh hơn ngọn núi sơn ở đây tôi À ông trấn ơn cho đỡ mùa bổ gió ừ không ngờ thì cái đuối cũng như cái đồng gánh à nó gãy ông buồn quá dậm chân ba gì trời tôi dậm chân à ông để bằng chân ở đây à, là bằng à chân này bằng như chân trái vậy là cái bằng chân nó vẫn đây còn mà đây. tôi để đây bằng chân trái này đó ông đi ra mà đây là cái những ngón chân trước của ông đây Đây. đây là những ngón của ông ở đây nè chân đây bề dài là 1 mét mấy 1 mét 4 bề rộng là cỡ 70 gần 70.80 bằng 70 Bằng chân khổng đó bề dài chân từ cái gốc đến cái mũi chân ông là cỡ 1 mét 4 lồ. bề rộng 80 gần 80 Rồi, ôi trời. Bằng chân Là khổng ông gánh ra ông dùng cây đuối đó ông gánh cái đầu núi sân ở đây lồ. ra ngoài giữa biển để mình sáng hồn bổ gió Đó là cái hồn thằng đó đó. đó gánh ra thì không ngờ là cây đuối nó gãy Cái đũa, cái đũa là cây đó anh hả? cây đuối đây đây là cây vàng gã 19 anh nói về nó Ok. nó cây mà gã 19 đó Là có cây nó ngồi cây này đó vàng à? đó còn cây trên là gã từ lâu rồi tức là chiến bổ Ồ đó còn cây ngoài là năm hơn 19 cây bổ hơn 19 số 9 á 2019 là bổ đã số bị 9 gãi luôn rồi. bổ số 9 luôn đó là gã cây vàng đó cây vàng đó con này Ồ đó năm à. 10 mừng bé như này 10 mừng mẫu năm 19 mừng luôn. mẫu số 9 đó. Âm lịch đó gọi là âm lịch đó Ngày trước là nó cao lên nha sao anh? nó cô lên nữa nó cô lên cấp đâu cái đây Ồ đó à. rất là cô Rất con là người quýnh cao gã đó quýnh bật người quýnh gã người à, nghĩa là đó bão nó vào thổi chỗ vô này cũng rất là mạnh, sáng gió mạnh sóng gió rất là mạnh, à, sáng gió đánh mạnh đánh quýnh gã ngã cây cây gãi cây luôn. cây 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 đuôi trước Còn qua còn cái đây là cái lò đó, lò nấu đây rượu của ông khổng lồ à, có bếp nằm ở đây lò nấu rượu của ông bếp nào khổng lồ à, hả bếp bếp mình không biết là cái bếp nằm ở đâu nhưng mà nó cái lò nấu rượu của ông khổng lồ à cái bếp bếp cái dinh khổng lồ thời trước cái dinh ở đây Ở cái dinh ở ở đây đây có nữa. một cái dinh cũ dinh toàn của ông khổng lồ bây giờ lâu ngày quá nó hư à Hư rồi. đó đây là khu vực của ông khổng lồ đây là dinh của ông đó là những cái đó chắc là nó có cột vòng cũ đó dinh toàn này đó những cái đó này những chỗ đó đây là cái dinh cũ của ông khổng lồ đó chỗ đó đó là một cái nó luôn à trước kia là nó còn đó bật 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 nó xe đường vô vô xưa thời vua chúa đó bây giờ nó hư lâu quá Hư hư lao rồi. bao nhiêu trăm năm ngàn năm rồi không nó hư rồi à. Hay quá. Ừ, còn đây là đá vách Đá vách nè. đá vách là Đá vách. đá đứng đứng này nó có cái bò bọc ở đây thì sáu đi anh dạ à, mấy đứa rồi nó ở đây rất là nhiều đây bếp lò của ông kìa Ồ chỗ này nó có cái đây, bếp lò đó anh đó là bếp lò đó bò bếp lò đó được đó có cái hang rất là đẹp mà cái hang đây các bạn này đây à, chỗ này có cái hang các quá trình sóng biển đánh cả triệu năm mới tạo nên một cái phong cảnh rất là tuyệt vời như thế này.
Đó, ở đây nó rất là đang đang xì luôn. Đây có lẽ là ngày trước là núi lửa phun trào, xong đó quá trình sóng biển đánh vào đây rất là lâu, có triệu triệu năm rồi mới tạo nên những cái hình thù như thế này. Cái này là gì đây? Dập đá vách núi. Dập đá vách nè. Vách núi đó, đá vách núi đó. À, đá vách núi. Ừ. Cái hang nhỏ này. À, hang đây là. À. Cái hang nhỏ này. Hay quá. Nhiều mớt rồi, bà con xuống đây nhậu ở đây, dập đây nhậu. Ồ, đó à, ngồi đây nhậu được à. Qua đây là ngồi đây mớt, ngồi đây dập đi nhậu qua đây. Ồ, đó hay à. Bên kia là cảng Sa Kỳ là. Nhìn nó bắt rất là đẹp. Chỗ này chụp hình đúng đẹp rồi, đúng. Ồ, đẹp à. Hay quá, hôm nay có thổ địa một dẫn đi mới anh em mới thấy được hết đi chứ. Chỗ này vì sao rác nó nhiều vậy anh cái đó. Nó bổ vô, nó không sẽ. Vì lượng không hết được à. Không hết. Lâu vậy là chị em phụ nữ ở con ở đó. Đoàn viên thanh niên thì xuống vậy với tôi. À. Chị không sẽ. Dẹp không sẽ à. Ở trang kia nó có đổ ra miết, đổ vô. Bữa chỗ này là cửa xong rồi. Cửa xong. Cửa xong nó tròn vào. Dạ. Có nó nằm trong đó. Đó, có cho viên nằm trong đó. Dạ. Đây là gần, rất gần. Đi đó gần. Đầu sò cái ốc. Ừ. Đó, đầu con chuẩn bị chặt nó mất rồi người ta đi đủ luôn. Ồ ra. Bây giờ còn nán quá là con chưa. Ừ, nán là người ta chưa có đi. Ví dụ như những cái con này là người ta bắt được không? Củ hào này. Sữa ngon lắm. Đó, họ chọn đây, họ chọn con nào sữa này. Ừ. Chọn cái này nó có thịt. Con hào sữa à. Đó, rồi, thấy rồi. Sữa đây. Ừ. Nó giống sữa chưa? Rồi, thấy rồi. Con hào sữa bình thường là rất là bổ. Nó là quân giữa. Dạ. Ở đây rất là quân giữa, người ta xài cái kia ra. Dạ. Người ta lấy cái muỗng. Ồ đúng rồi, ngon. Người ta lấy cái muỗng cà phê khậy ra nấu chối cây mèn rất là ngon. Dạ. Đây là cái sữa, đem sữa nó đây. Dạ. Hào sữa. Ăn nó, ăn sống đó, ăn chanh luôn á. Ăn chanh luôn. Hào sữa. Ta ăn chanh vô tốt. À. Ừ, rất là bổ. anh cho em hỏi là mấy giờ thì nước sẽ tràn lên tới đây? À, theo thủy triều thì buổi sáng nước lớn. Buổi sáng nước lớn, chiều nước cạn. Mày nước rạm con nước rạm đây. Như vậy là buổi chiều thì mình mới đi được dưới đây. Chứ còn buổi sáng là nước nó dâng lên tới đây. À, rồi. Nếu mà trời động mà nó phủ vô được đó. À, phủ vô vào trong này luôn. Ở đây nó nhiều quá, như thế này thì họ có cải hái không? Thấy rất là nhiều. Người ta dâng lên động người ta là một bữa 500 nghìn. Ồ, đó à. Một cái búa. Ừ. Là một cái muỗng cà phê nhỏ, khi người ta lục ra là người ta khèn. À, đó à. Có một cái chai nhỏ nữa người ta bỏ vô, hay là cái tô. Ừ. Cái này là về là mình nấu cháo hay là mình làm món gì? Hay là mình làm giới mình nhậu thì mình nặng chanh. Nặng chanh. Nặng chanh ăn cơ. Ừ. Còn cái em thì mình nấu cháo như đó. Nấu cháo à? Nấu cháo thì em ăn rất là bổ. Dạ. Hơn sữa lâu luôn. Ừ. Đây em còn còi lâu lớn đó. Ăn cái này rất là tốt. Dạ. Hay là những con hàng là quân dở tự lớn tự ăn. Dạ. Tự không nuôi à, quen quân dở anh thử ăn không, nói vậy có con cò không được. Để người ta làm người ta bán cho mình mà cào cho ra đồ ăn thì hơi bị khó đó. Ở đây rất là nhiều à, nó ở đây hình như là họ cũng cài bớt rồi phải không? À, mấy con lớn người ta cạ hết rồi. À, rồi. Cạ hết rồi. Ừ, khu vực này rất là nhiều ạ. Khu vực này nhiều lắm. Những tảng đá như thế này thì dân mình có đem về mình làm cái gì không? Hay là để tự nhiên như thế này luôn à? Lạnh lắm, nó mới coi là rào đó. À, đó. Trời rất lạnh, hơi mưa độ,
phải 18 độ, 17 độ, 16 độ là mặt cái nó mất cái này. Cái mất cái lá to to. Mà nó mất đó thì 14 thì 300 nghìn một ký. Mà cua thì 7 800 nghìn một ký. Mùa nào mới có anh? Mùa lạnh. Mùa lạnh. Là của chào này có mất đó. Tại rất lạnh thì có đâu đó. Đó mặt từ đằng đó mặt ra. Từ đám đá mọc ra luôn. Hai. Thì nén là cần mà hơi nóng là nó tự bay. Tự bay luôn. Hai, tới mùa đó là nó tự ra. Nhưng mà phải lạnh. Trời phải lạnh mới có hả? Phải lạnh mới có nó, rất là hay. Thật kỳ điếu tẩu. Điếu tẩu là ông già ngồi câu cá hút thuốc. Ông già ngồi câu cá hút thuốc. Nếu mà trên cái gành đá. Nếu như mà đi ở Quảng Nam á thì bà con đi kèm bàn thang rồi thấy được kia ở đây mấy quân quân ngã thì ghé thật kia đi. Chỗ này đẹp quá hả? Mấy anh mà siêu quá đẹp luôn. Người mẫu á thì mấy đứa mộng người mẫu á chụp hình 50-70 xuống đây đứng dựng mấy coi thuộc đây. Nó tung ra mộng nó lên đúng đẹp, đúng rất là đẹp. Quá đẹp. Đúng là chụp chỗ này thì quá đẹp rồi. Vị trí chỗ này quá đẹp các bạn. Mình không có mẫu kia, mình lấy mẫu anh một được. Có không? Ở đây đứng được không? Vừa sáng ngủ mà là vừa chụp hình luôn. Đúng rồi. Ở đây có thế mà sáng vỗ lên thì nó vừa tung lên chụp hình rất là đẹp. Có người đứng dưới này luôn à? Giữ cái chân con lú là ngồi dưới. Giữ người đây. Thằng nó bên đây chút, giữ cái chân. Giữ chân. Bổ dưới nước luôn. Con này cua nha, cua nha. Cua nha. Cua nha hả? Cua. Đó đâu? Đó. Hồ đó. Cua à? Cua nha. Đó. Thấy rồi. Đi nếu mà đi dọc ra mình thấy cái cua to hơn nữa. Đây. Đi ăn đi cua nha. Kìa hắn to kìa, hắn kìa. Đó nó mò bắt tượng kìa. Thấy rồi, từ. Mất rồi. Còn không? Đó rồi, không thấy rồi. Mình theo chân mặc dù có những vách đá nhìn vậy nhưng mà cũng dễ đi các bạn. Cũng dễ đi thôi. Có bồ mà dắt ra tới đây luôn à? Dắt ra tới đây đúng là nó mắc rượi luôn các bạn ơi. Ra sát vách ngồi núi này luôn, sát biển luôn các bạn. Một bên là biển, một bên là vách núi. Đứng ở đây gió rất là mát, nhìn sóng biển vỗ vào rất là sướng các bạn. Đó, các bạn thấy đầu kia nó vỗ lên kìa, vỗ lên tung xóa luôn. Một phong cảnh rất là đẹp các bạn. Cũng thật là độc đáo. Ở đây ví như là gành đá đĩa của Phú Yên. Đó các bạn ơi, những cái hình thù đá xếp với nhau. Rất là hay các bạn. Đứng những cái vị trí như thế này chụp hình rất là đẹp các bạn. Đây là cửa biển Sa Kỳ. Phong cảnh biển rất là dễ thương, rất là đẹp. Những tảng đá thật là kỳ lạ. Rất là độc đáo các bạn ơi. Đúng là thiên nhiên có những điều thật là kỳ thú. Chỉ có thiên nhiên mới tạo ra những cái hình dạng như thế này các bạn. Rất là độc đáo. Rồi, ngày đi chơi, ghé vào khu vực
gần cửa biển Sa Kỳ này, cái vị trí gọi là Thạch Kỳ Điếu Tạo. Các bạn nhớ đến khu vực này để tham quan du lịch. Rồi, bye chào các bạn ạ.